công nghệ bỏ xe mới nha các bạn. Đè nó vô nó dính lên. Cắt đi. Lấy cái kéo đi. Xe cọp. Này bó cặp cặp tem xương cá này gửi anh em Cà Mau. Hồi ra chạy thử rồi luôn. Coi nào giữ rồi đấy. Anh em mình lắp giò. Hai ông lắp giò kia về chưa? Hai ông kia cũng lắp giò đó. Qua mua chiếc Shogun đó. Mới vừa về xong. Ừ. Kéo tới luôn. Rồi vòng nó đi, vòng nó đi. Đó. Quan trọng là cái bẩn. Xe gửi hay bị chày bẩn nhiều. Mấy cái này cố gắng kỹ kỹ chứ đâu có để chày của anh em được. Nó anh em xem coi xe nè anh em. Zin 100% nha anh em. Không có bắn dặm trong đó. Vỏ zin 208 luôn. Mà còn tem này nữa. Rồi bô bô có dĩ luôn. Cái xe này nó ngộ. Đúng ra cái đời này tem này là bô trơn 207. Mà này nó cắn 208 luôn. Có thể là chắc là nó kéo lên đó mà. Nó kéo lên á. Kéo lên mấy tháng mà đầu năm á. Ủa sao cái bẩn không ấy quay. Cái bẩn nó mới chủ lực chứ. Làm video cho anh em xem ha. Cái bẩn mới được. Chơi ra nó lộng gãy làm. Đây là 7 nè. Điện thoại này quay vậy nó mờ quá mờ. Thử chấm vô lấy bằng tay rồi. Không hết mờ. Xe này xấu chống rồi nè em ha. Này dạng người ta dựng nhiều quá. Dựng đó nè, dựng trực tiếp đây. Còn cái này thì không thấy dấu đạp luôn. Không thấy cái dấu dép của người ta dậm lên để người ta chỉnh cái chống rồi luôn. Nó chỉ bị nổ sơn. Xe này không chạy đậu không. Mới có 2.500 cây. Anh em mua cặp ủng hộ luôn. Thì đang làm công tác băng bó gửi Viettel Cà Mau. Xe anh pha chạy 2.000 cây giờ kiếm đầu ra mà. Đây là 7. Em coi vỏ nè. À, đúng chắc xe. Thank you.
Cái này GT, GT 206 lên áo 209. Xe này rất đầu, thoải mái im. Máy em ru rồi anh, máy chắc lắm. GT ha, đồng hồ điện tử. Rồi vậy là tiễn hai em tem xuyên cá này về thành phố Cà Mau nha anh em. Chúc anh em về nhận xe hài lòng và vui vẻ. Xin chào anh em.